Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Pixelmon. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhấn vào cái chuông nha. Thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ tiến hành đi đánh hai cái hội quán nha các bạn. Hội quán đầu tiên sẽ là hội quán hệ điện nha. Và ở đây chính là cái cấu trúc của hội quán hệ điện. Đó, các bạn có thể thấy cái cổng của nó lúc nào cũng là nửa quả Ultra Ball cả. Và trên đây nó có một con Josteon làm cái linh vật nha các bạn. Cái con này thì nó màu cam, nhìn rất là lạ luôn. Để chúng ta inbound cái con hook 3 này cái đã. Rồi, hook 3 inbound đã xuất hiện. Bây giờ mình sẽ bay một vòng hội quán để mà coi thử nha các bạn. Đó, cái hội quán này nhìn rất là giống cái hội quán hệ băng mà mình đã từng thách đấu ha. Ồ, rất là xịn luôn. Cái cấu trúc nó đều giống nhau anh em ạ. Đó, chỉ khác là cái con linh vật này thôi. Ở đây là một con Josteon. Quá xịn luôn. Wow, màu cam nữa chứ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi xuống và thách đấu luôn cái hội quán này nha các bạn. Đó, đi vô và thách đấu luôn. Mình sẽ cho cái con GS lên đầu nha. Rồi, đây, hội quán hệ điện. Ồ, có hai con Raihin. Wow, tại sao hệ điện mà lại có hai con Raihin nó đứng canh ta? Nhìn rất là lạ luôn các bạn ơi. Đó, và đây là cái cửa bằng nữ quả Ultra Ball đó. Quá xịn luôn. Rồi, lúc nào cũng có một ông đứng giới thiệu hết các bạn ơi. Wow, rồi và ở đây chúng ta sẽ đi qua những cái tấm di chuyển này nè. Wow, nó di chuyển chúng ta rất là nhanh luôn. Và đây là lantern hả? Dứt nó luôn nha các bạn. Oh, lantern nè. Rồi, chết queo luôn một em. À, Pikachu. Ây da, ghê quá ta. Pikachu. Mày nè con, chết queo luôn. Tiếp theo là con Electro anh em ạ. Mày nè. Ồ, trời ơi, xài cái con Z-Gate của mình thì đánh mấy cái con này nó gây rất là nhiều sát thương luôn đó các bạn ơi. Wow, nó đã dẫn mình tới cái chỗ này rồi nè. Trời ơi, mình cố gắng thoát ra nhưng mà không được anh em ơi. Có vẻ chúng ta phải tiến tới về trước đây rồi. Rồi, ok. Thách đấu luôn cái ông tiếp theo. Và đây là cái con Electro nè. Rồi, mình sẽ thách đấu luôn nha. Ồ, Z-Gate của mình nó đang bị kẹt lại rồi các anh em ạ. Thôi thách đấu cho lẹ luôn đi để mau chóng thoát ra nữa chứ. Ồ, mình và cái con GS nó đều bị kẹt lại như vậy luôn đó. Bây giờ cái con Electro này nó cho skill gì mà ghê quá vậy? À, Pikachu. Ôi, Pikachu chạy mất tiêu luôn mà nó chết que luôn rồi. À, Madness Twist. Ồ, con này cấu được một xíu máu thôi. Ồ, nó chết luôn rồi. À, nó bị lắc anh em ạ. Rồi, để mình tiếp tục qua cái ông kế tiếp nha. Ủa, ông này mình đi rồi hả? À, ông này thì chưa đi nè. Ngon. Thách đấu luôn. Imonga anh em ạ. Ồ, con này thì các bạn có thể tìm thấy nó ở trong rừng đó. Con này thì cực kỳ dễ thương luôn. Imonga. Ồ, quá xịn. Rồi, để mình xài một tuyệt kỹ Z cái đã. Nó cấu của mình khá là đau anh em ơi. Mình sẽ chuyển qua cái con Sonic đi. Nó cấu máu của mình đau vải trưởng nó luôn. Định mệnh á. Chuyển qua Sonic mới được. À, Glow Combat nó luôn anh em ạ. Glow Combat. Mày nè con. Trời ơi, được có nửa cây máu thôi. Không có ăn thua rồi. Hornlish. Ui. Trời ơi, Hornlish được một xíu máu. Nhưng mà nó lại hồi lên lại rồi. À da, kẹo này khó khăn đây. Moonblast nó luôn. Mày nè. À, ông chuyển qua cái con Elastabuzz anh em ạ. Trời ơi, nó cấu máu của con Sirius của mình ghê quá. Mày nè, chết một em nữa rồi. À, lại một con Elastabuzz tiếp. Và nó đánh cái con Sirius của mình chết queo luôn. Không sao, mình sẽ Eruption nó nha các bạn. Eruption. Ồ, được hơn một nửa cây máu rồi đó. Lại chuyển qua cái con Imonga. Mày nè, Imonga chết queo rồi. Elastabuzz. Rồi, cuối cùng cũng đánh bại xong cái ông này luôn rồi các bạn ơi. Trời ơi, mình đã có một cái con bị bại rồi, đó chính là con Sonic. Bây giờ chúng ta phải đi tiếp cái đường này thôi. Mấy cái đường này nó rất là rối não luôn đó. Không thể đi bên kia được. À, vậy là phải đi thẳng thôi. Rồi, phải đi thẳng. Để mình coi đi hướng nào cái đã. Chúng ta sẽ đi thử hướng này đi. Ồ, ai da, sao có một cái ông ở bên kia vậy? Đi hướng này thì sao? Ui, nó dẫn đi đâu á các bạn ơi. Wow, quá xịn luôn. Ui, nó dẫn đi đâu nè.
Và chala, nó đã dẫn chúng ta tới chủ hội quán hệ điện này luôn rồi nha các bạn. Mình sẽ thách đấu luôn nha. Đó, nãy giờ thì mình vẫn chưa bô cái heo. Chúng ta sẽ thực hiện thử thách đánh hội quán mà không dùng bô cái heo nha các bạn. À, em Pharos hả? Rồi, em Pharos nè. Ui, sao lại chuyển qua bốn anh khác rồi? Ây da, các bạn có thể thấy cái hiệu ứng kỹ năng nó rất là đẹp luôn ha. Quá xịn. Em Pharos, ui, ông này có hai con luôn. Ghê vãi chưởng. À, em Pharos. Ui, lại chuyển qua con Electabuzz nữa rồi. À, con này là Electivire anh em ạ. Đây là cấp 2. À, cấp 3 chứ, của Electabuzz. Oh. Rồi, em Pharos lại là con này nữa. Cứ gặp nó hoài luôn đó các bạn ơi. Và đây, linh vật của cái hội quán này, Jostein. Ây da, nó cấu máu của mình rồi. Ghê quá. Dám cấu máu của tôi hả? Đó, mình sẽ xài cái skill đào này đi để mà cấu máu cái con Raichu này nha các bạn. À, lại chuyển Pokemon nữa. Chuyển Pokemon nè. Mấy ông chủ hội quán này cứ chuyển Pokemon liên tục thôi. Ồ, Raichu còn một chấm máu. Cố lên. Chala, không thành công rồi. Để mình chờ con Mastrid ra trận mới được. Mày này con. Và cuối cùng mình cũng đã đánh bại xong chủ hội quán hệ điện. Ông này có tên là MP nha các bạn. Và được một cái skill đó chính là Jet Beam và Voltage Badge. Oh, huy hiệu hệ điện. Quá xịn luôn. Ok, còn nhiều tuyệt vời hơn nữa. Rồi, thế là mình lại thêm một cái huy hiệu mới nữa rồi. À, quá đã quá đã. Rồi, bây giờ mới bò cái heo được nha các bạn. Rồi, mình sẽ tiến hành đi ra thôi. Ồ, chúng ta sẽ tiến hành đi ra thôi nha. Đi ra bằng đường này đây. Ồ, và thế là xong hội quán hệ điện luôn nha các bạn. À, có con bít đâu nè, sẵn mình sẽ luyện cái viên ngọc luôn. Đó, viên ngọc của con chim băng. Mấy hôm giờ mình cũng chưa luyện anh em ạ. À, mấy hôm giờ mình bị đau họng nên không có bình luận clip cho anh em được, mấy bạn thông cảm. Và đây, ta-da, còn 374 con rồi. Ta đã giảm xuống một con rồi các bạn ơi. Quá xịn luôn. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành đi qua cái hội quán thứ hai trong tập ngày hôm nay luôn. Đó chính là hội quán hệ đất nha. Rao Gim. Đây, ta-da, hội quán hệ đất. Rồi, chúng ta sẽ cùng khám phá một vòng cái hội quán này thôi. Đó, hội quán hệ đất nha các bạn. Bay một vòng coi nó có gì không. Wow, cái này nhìn như một cái pháo đài ha. Nhìn nó rất là kiên cố luôn. Nó có 3 tầng nè. Và theo mình thì cái tầng thứ 3 nó sẽ không lên được thôi nha các bạn. Rồi, chúng ta sẽ cùng tiến hành thách đấu hội quán hệ đất luôn nha. Ồ, quá ngon. Thách đấu luôn để mình chọn cái đội hình thích hợp cái đã. Phải chọn mấy cái con bởi màn hệ nước nè. Và hệ lá để mà nó gây thật là nhiều sát thương nha anh em. Rồi, mình sẽ lấy con Suicune ra. À, Manaphy chứ. Suicune của mình nó cấp thấp hơn rồi. Mình quên mất. Rồi, bây giờ là đủ rồi. Đi vô thách đấu luôn nha các bạn. Đó, chúng ta có thể thấy những cái huy hiệu nó được đặt trước cái cổng. Và đây là người giới thiệu đây rồi. Ồ, quá đã hay. Rồi, hôm nay có mấy câu như vậy nói hoài thôi. Bên đây, bên đây cũng có người, bên kia cũng có người. Trong đây thì không có ai. Chắc mình sẽ thách đấu bên đây trước đây nha các bạn. Ui, hội quán này mới có cấp 49 thôi. Để không ăn thua. À, vậy thì tốt rồi các bạn ơi. Thì với cái hội quán này thì mình sẽ không dùng lệnh bô cái heo luôn nha. Quá xịn luôn. À, quét sai hả? Quét sai nè, chết queo luôn. Trời ơi, ông này có hai con máu anh thôi. Chắc mình sẽ đi qua thách đấu luôn cái ông bên đây luôn nha các bạn. Ờ, đây là con gì đây? Swampert. Ui, sao không có được con này vậy? Rồi, tôi tìm cái con này cực khổ lắm đó. Swampert. Mày này con Swampert hả? Và con Slicer. Ờ, con này thì mình có rồi. May mắn quá. Ui, và nó tự làm độc cơ thể nó kìa bạn. Các bạn có thể thấy cái hiệu ứng chưa? Ghê vậy chứ. Tự mình làm độc cơ thể mình nữa chứ. Kinh khủng vãi ha. Ồ, chết queo luôn. Tiếp theo là con Claydol. Claydol thì mình có rồi.
Con Laylon này, này thì nó có nhiều skill, nó rất là mạnh luôn nha các bạn. À, và nó cũng chết queo luôn. Bây giờ mình sẽ đi qua bên đây và thi đấu cái ông bên này nha. Slyga. Đây là cấp 1 của con Slyker nha các bạn. Dứt nó luôn, chết queo. Mấy con này cấp mới 40 mấy thôi nên nó không bán ăn thua anh em ạ. À, lại là Swampert nữa rồi. Trời ơi, sao toàn mấy con mà tôi chưa có vậy? À, Bulbista, con này thì mình có rồi. Chết queo luôn. Ok, thế là đã xong 4 ông ở cái tầng đầu tiên. Bây giờ để mình tìm đường lên cái tầng thứ 2 coi. Tìm đường lên tầng mới coi. À, bên đây, bên đây. Ui, bên đây còn có một cái ông nhà thách đấu đứng canh sẵn ở cầu thang nữa các bạn ơi. Và đây là Nidoking nha. Mình thì chưa có con này. Mình có rồi. Xin lỗi. Mình nhìn nhanh quá. À, con Golem này mình mới chưa có nè. Golem này thì phải trade nó mới có nha các bạn. Và đây là con Glaidon. Nhìn xịn quá ta. Rồi, đi lên cầu thang thôi. Tiếp tục thách đấu tiếp nha các bạn. À, bên đây có một ông nè. Đứng trong hẻm hả? Dứt luôn. Chơi mà núp trong đây nè. À, Nidoking. Nidoking. Chết queo. À, Bulbista. Lại là mấy con quen thuộc. Wow, ông này sao có nhiều Pokemon quá ta. Wow, 5 con luôn các bạn ơi. Như vậy mới chịu khuất phục. Kinh khủng thật. À, Wumadam. Con này thì mình cũng có luôn rồi. Wumadam nè. Chết queo. Lysker. Để mình dứt nó luôn nha. Mình sẽ dùng mấy skill Eruption để mà giết cho lẹ. Eruption. Đó, cứ một hit là một con chết queo rồi. Eruption tiếp tục. 2 em, 3 em. Và em thứ 4, Glaidon, cũng chết queo luôn. Và đây, đây là cái ông cuối cùng trong cái tầng này rồi nha các bạn. Ông này có con Raihan hả? Wow, xịn quá ta. Ui, có cả cái con Onyx luôn nè. Đây là rắn đá nha các bạn. Wow, xịn quá vậy. Onyx nè. À, Flygon. Con này thì đơn giản thôi, mình sẽ chuyển. Thôi, mình sẽ sử dụng skill này trước đi. Biết mà gây nó ít máu quá. Steelix. Sao nhiều con quá vậy? Ui, vãi chưởng anh em ơi. Nó có một cái đường hầm bí mật thông xuống cái chủ hội quán luôn đây. Ông chủ hội quán này cấp 49 thôi. Chúng ta sẽ xử lý rất là nhanh thôi. Chủ hội quán nè. Marowak. Xử luôn. Marowak hả? Rồi, Dustrio. Trời, mấy con này thì mình sẽ xử rất là lẹ thôi. À, con này nó còn nội tại một máu nên nó hơi câu giờ một xíu thôi các bạn ơi. Camrup. Ghê quá ta. Camrup nè. Con gì nữa đây? Flygon. Trời ơi, để mình xài anti cho nó lẹ coi. Flygon nè. Eruption nó luôn. Rồi, nó chết queo rồi. Và tiếp theo là con Whiscat. Đây là con cá trê nha các bạn. Chết luôn rồi. Và Dusio cũng chết luôn. Chúng ta đã giành được huy hiệu quét. Huy hiệu động đất nha các bạn. Quá ghê luôn. Thế là mình cũng đã chiến thắng xong hội quán hệ đất luôn rồi. Đó, quá xịn. Ok, sẵn mình sẽ khám phá luôn cái tầng dưới này. Thử nó có gì không? Rất là nhiều khoáng sản nè. Trời ơi, ông chủ hội quán này chơi mà giấu khoáng sản ta. Chơi kỳ quá vậy. Wow. Đây, Firestone Shack luôn nè. Giấu khoáng sản quá nhiều luôn các bạn ơi. Để mình lắp cái chỗ lava này cái đã. Ây da, lava ở đây là không được rồi. Chúng ta phải lắp lại thôi. Rất là nhiều cái dòng chảy luôn. Nó đang rút từ từ ở đây mà. Tới đây nó hết rút rồi. Đó, gì nó mới chịu anh em ơi. Mình đào lộn cái sỏi ra luôn rồi. Đây là powder, công thức chế tạo rất là dễ thôi các bạn ơi. Cái này mình sẽ đặt lại đây nha. Ok, mình sẽ đào luôn mấy cái hóa thạch cũng như là ruby. Ruby nè, hóa thạch nè. Wow, chúng ta được rất là nhiều hóa thạch luôn. Phải chi tôi biết tới cái hội quán này sớm thì đỡ phải mất công xuống biển mà đi đào hóa thạch như lúc trước rồi. Ok, để mình khám phá thêm coi.
Có sắt nè, có cả hóa thạch nữa các bạn ơi. Hóa thạch. Quả chừng quả đất hóa thạch luôn. Đây là bauxit. Cái quặng đó nó sẽ tạo ra nhôm đó các bạn ơi. Và đây là sắt. Ok, chắc mình sẽ lắp cái hồ lava này lại luôn nha. Để nó ghê quá. Sắt nè. Và ở đây chúng ta có cái đá gì rất là lạ luôn. Để mình đào ra coi thử nè. Tala, và đây là sinh tôn. Có cái loại đá này luôn anh em à, nhìn rất là lạ ha. Quá đã luôn. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục khám phá nha. Nó có cái bảng lối ra ở chỗ đó luôn kìa. Hay quá vậy. Sắt nè, lụm sắt luôn. Bauxit, sapphire. Rất là nhiều loại khoáng sản anh em ạ. Silicon nó cũng để trong đây luôn. Và hóa thạch là cái thứ quan trọng nhất của mình đó. Quá xịn luôn. Rồi, cất hết vào. Qua đây có thêm một quặng bauxit nữa nè. Rồi, có sắt nữa. Vàng chứ ha, cái này là vàng chứ. Đặt lại cái powder vị trí cũ. Phải như vậy chứ. Sắt nè, lấy sắt luôn. Thunderstone. Lấy luôn nha các bạn. Là đá tiến hóa của hệ điện đó. Rồi, quá xịn luôn. Ok, để mình giờ mình sẽ kiếm đường đi ra coi. Kiếm đường đi ra. Quên. Nó ở phía đối diện anh em ạ. Đây nó có cái chữ exit nè. Chúng ta sẽ bước lên hai cây tấm này. Đó, và cửa nó sẽ tự động mở. Ấy, sao kỳ vậy? Nó mở vậy có chút ẻo vậy. Sao tôi chui ra được? Trời ơi. Không được rồi các bạn ơi. Cái cửa nó chơi lầy quá, nó mở có chút ẻo à. Chết mình rồi. Rồi làm sao để đi ra đây? Thôi xong tôi luôn. Chắc mình phải teleport ra luôn anh em ạ. Trời ơi, khổ vãi chưởng. Đây, hai công bóng mình quăng ra hồi nãy đi nè. Empty và Hubba Unbound. Trời ơi, làm tốn công tôi. Ok. Xong một hội quán nữa rồi. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành chế tạo những cái hộp đựng huy hiệu nha các bạn. Đây là mấy cái best case. Những cái hộp đựng huy hiệu đó. Quá đã luôn. Công thức chế tạo của nó nè các bạn ơi. Các bạn thấy không? Rất là đơn giản thôi. Toàn là mấy cái apricorn đã được nấu chín. Rồi, màu hồng nè. Mình sẽ tạo đủ hết 7 màu luôn nha các bạn. 7 sắc cầu vồng. Thật ra nó không phải đâu, tại vì nó có màu đen với màu trắng trong đó nữa. Để mình cất bớt đồ cái đã. Và lấy thêm mấy cái apricorn đã nấu. Ok. Chúng ta sẽ chế tạo tiếp màu đỏ nè. Và một cái nữa đó chính là cái màu đen nha. Ta-da! Thế là xong. Đó, đây là những cái hộp để đựng những huy hiệu nha các bạn. Mình cũng đã có rất là nhiều huy hiệu rồi. Tầm 9 cái đó các bạn ạ. Để bây giờ mình vô nhà mình lấy mấy cái huy hiệu ra cái đã. Trời ơi, tôi giấu ở đây rất là nhiều huy hiệu luôn đó. Sao có vẻ nó bị drop FPS dữ quá. Rồi, lấy mấy cái huy hiệu ra và tiến hành click chuột phải nha các bạn. Cứ cầm cái huy hiệu và click chuột phải là nó sẽ tự vô cái best case của mình rồi đó. Một loạt rất là nhiều huy hiệu luôn. Bây giờ mình sẽ lấy tiếp tục nha các bạn. Quá chừng huy hiệu luôn. Đây, lấy thêm mấy cái nữa nè. Và một cái hệ băng nữa chứ. Đâu rồi? Một cái hệ băng đâu rồi? Đây, một cái hệ băng. Và một cái hệ điện. Lít chục phải hết các bạn ạ. Ok, mở lên nào. Chúng ta có thể thấy 8 cái hiệu. Chúng ta có thể bấm cái nút đi lên đi xuống để mà nhận, để mà coi thêm mấy cái hiệu này nữa nha các bạn. Mình có 9 cái lận, mình có thể bấm coi xuống nữa, bấm mũi tên đi xuống để mà coi nữa nha các bạn. Thì mình đã xong cái phần về những cái hộp đựng huy hiệu rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành đi qua một cái vùng, đó chính là vùng Flower Forest nha các bạn. Mình còn một vài con Pokemon mà còn tìm ở cái vùng đó nữa. Flower Forest, vùng rừng hoa. Đấy, quá xịn luôn. Mình thì mình mới ngủ dậy thôi. đây, Clumface.
cuối cùng nó cũng đã xuất hiện rồi nè. Come Face, mình cũng không biết con đó là con gì luôn. Để mình chạy ra mình coi thử nào. Coi thử nào. Come Face. Ồ, nó đây các bạn ơi. Ồ, nhìn rất là đã luôn. Xinh vãi chưởng. Đây là Pokemon vòng hoa nha các bạn. Come Face. Đó, dùng Whipple đi. Wow. Whipple. Ôi, thôi xong, không thành công rồi. Bây giờ mình sẽ chuyển qua những cái quả ball khác như là Tamerball chẳng hạn. Đó, Tamerball. Ui, con này coi như coi vậy thôi nhưng mà rất là khó bắt anh em ạ. Chuyển qua con Celebi đi, Celebi cấp cao nhất ở trong cái đội hình của mình rồi. Chắc mình sẽ tiếp tục xài Liverpool thử đi. Cấp 35. Trời ơi, Liverpool không thành công rồi. Khó ăn quá chưởng. Khó ăn phải chưởng luôn. Tamerball đi. Lần này là Tamerball, cố lên nào. Tamerball không thành công luôn. Tiếp tục là Tamerball. Rồi, chắc dự định mình phải đứng spam thật là nhiều Tamerball rồi đó anh em ạ. Có vẻ khá là cực luôn. Đó, bạn thấy không? Nó khó vô vãi. Tamerball nữa nè. À, Tamerball, Tamerball. Wow, chắc mình sẽ đứng mình spam một xíu nha các bạn. Không thành công. Đau lòng thiệt chứ. Bắt nãy giờ luôn á. Đúng rồi, rất là khổ luôn nè. Đây, lần này Tamerball coi thử như thế nào. Cũng không thành công luôn. Các bạn thấy không, nó tốn rất là nhiều ball của mình luôn. Còn có 27 quả thôi. Trời ơi, thiệt là khó khăn quá đi. Ồ, và lần này mình đã bắt thành công rồi các bạn ơi. Thì vậy Pokemon mới đây rồi, đó chính là Confish nha. Đây 704 con. Chúng ta có thể search cái tên của cái con Confish được anh em ạ. Đây là cái Pokédex mới nè. Nhìn nó rất là hiện đại luôn nha. Wow, bạn thấy không? Rất là xịn luôn. Để bây giờ mình tiến hành search cái tên của con Confish cái đã. Confish, đây con vòng hoa hồi nãy mình bắt đây rồi. Đó, chúng ta có thể biết được nó spawn tại cái vùng nào, ở thời gian nào luôn đó. Đúng là Pokédex phiên bản mới có khác, nhìn rất là xịn. bên đây có con Tello nè, để mình đi mình tiêu diệt nó luôn nha các bạn. Tello, tiêu diệt nó thôi. Nãy giờ mình vẫn đang ở vùng Rust Forest anh em ạ. Để mà tìm thêm mấy em Pokemon cũng như là tăng cái tỷ lệ để Legend nó xuất hiện. Nhưng mà khó quá. Trời ơi, toàn là rừng với rú thôi. Không thấy con Pokemon nào cả. Thì là khổ tôi quá mà. Ồ, đây rồi, đây rồi. Rotom. Cuối cùng nó cũng đã chịu xuất đầu lộ diện nha các bạn. Trời ơi, cái con này thì mình đã bắt nó trong rất là nhiều tập trước rồi nhưng mà vẫn không thấy xuất hiện. Nhắm thử thách rồi nhưng mà vẫn không thấy xuất hiện các bạn à. Khó vậy. Bắt nó cũng khó luôn, các bạn có thể thấy không? Bây giờ để chuyển qua con Masado đi. Rồi, Masado xài quả Dust Ball nha các bạn. Dust Ball. Để coi. Và lần này cũng không thành công luôn. Nó có vẻ lâu lâu một xíu nhưng mà không thành công anh em ạ. Khổ vãi chưởng. Rồi, tiếp tục. Dust Ball. Mình spam một lần cho đủ 3 quả luôn. Rồi mình mới qua mấy cái quả Tamerball nha các bạn. Dust Ball có vẻ là bó tay rồi. Mình sẽ qua Tamerball đi. Tamerball nó mới có cơ hội để mà trị được. Tamerball. Cố lên nào. Không thành công rồi. Ôi da, chắc mình sẽ đứng mình spam thật là nhiều Tamerball nha các bạn. Nãy giờ spam cũng khá khá rồi. Nhưng mà nó vẫn chưa chịu vô. Phải cổ lên mới được. Nhẫn nại một xíu mới được. Nó lại làm bể quả cầu nữa rồi. Thiệt là khổ.
Tiếp tục một quả Charmander nữa nha các bạn. Hy vọng lần này nó sẽ không làm bể nha. Và lần này... yes! Mình cũng đã bắt được cái con Rotom rồi nha các bạn. Rotom cuối cùng. Sau bao ngày tháng cực khổ thì cũng đã bắt được nó rồi. À, quá xịn luôn. Rotom, Rotom. Nó đây rồi nha các bạn. Ồ, bộ cái heo một phát coi. Ok. Đây, ở đây thì mình có rất là nhiều vật phẩm. Nhưng mà chủ yếu mình sẽ để tâm vào 6 loại nha các bạn. Ồ, 6 loại vật phẩm rồi các bạn mà mình đang search đó. Đầu tiên mình sẽ làm một cái lò trước cái đã. Đây là furnace. Một cái lò. Rồi, tiếp theo là cái máy giặt. Máy giặt thì mình có lượm trong mấy cái nhà của thợ rèn đó các bạn à. Không biết nhà của thợ rèn để máy giặt trong đó làm cái gì nữa. Nhưng mà rất là xịn luôn. Mình đã lấy hết rồi. Tiếp theo thì mình sẽ tiến hành dùng redstone nè. Rồi, để mà đi chế tạo nữa. Qua cái Frozen Shrine đi. Đó, chúng ta sẽ cần thêm băng nữa. Băng thì mình sẽ lấy cái cây cúp có enchant siêu thích ra để mà đào cho lẹ. Ồ, được 2 cục luôn nè. Ngon, ngon chưa, ngon chưa. Rồi, đó là khá là đủ các bạn ơi. Để mình tiến hành về nhà cái coi. Tiến hành về nhà cái coi. Ồ, xịn nhiên. Wow, tủ lạnh. Mình đã thiếu hai cái aluminum rồi. Chắc mình sẽ lấy thêm coi. Rồi, thế là đủ rồi. Và Tala Bridge. Tủ lạnh cuối cùng cũng đã được chế tạo rồi nha các bạn. Ok, xịn quá ta. Và tiếp theo chúng ta sẽ còn hai món nữa thôi. Còn hai món nữa thôi. Để trước tiên mình sẽ đi ra đây và tiến hành lấy clay cái đã. Ồ, đất sét anh em ạ. Em tí là tôi quên nó là cái gì rồi. Đây là đất sét. Ồ, clay. Ồ, với cái cấp siêu thích thì nó quá là tuyệt luôn. Đào nó sẽ không bị vỡ ra thành mấy cái clay nhỏ anh em ạ. So, thì cái clay này mình sẽ tiến hành nung lên nha. Đó, nung clay lên. Quá xịn. Rồi. Còn gì hết nữa không ta? Fence. Công thức chế tạo thì cũng khá là dễ thôi. Để mình sẽ tiến hành đi chuẩn bị công thức chế tạo cho cái con fence luôn nha các bạn. Rồi, ta-da! Và đây là fence. Quá xịn luôn. Ồ, một cái quạt anh em ạ. Và cuối cùng là, wow, công thức thì nó hơi bị căng đây. Nó sẽ còn sắt. Nó sẽ còn thêm sắt anh em ạ. Đó, để mình vô nhà và lấy thêm sắt coi. Đây thì mình có rất là nhiều sắt luôn. Khỏi phải lo. Sắt và aluminum. Hình như ngoài ra nó sẽ còn một cục redstone thì phải. Redstone, redstone. Redstone. Có cần không? Một cái kéo. Và hình như vậy là đủ rồi đúng không ta? Oh, hopper. Rồi. Có vẻ như là nó sắp đủ rồi các bạn ơi. Oh, đây rồi. Đây là mover nha các bạn. Wow, nhìn nó rất là đã luôn. Cái xe này chúng ta có thể bỏ đồ trong cái xe này được nha. Đây là 5 món đồ mà mình vừa chế tạo nha các bạn. Đó, quá đã luôn. Và đây là Rotom. Chúng ta có thể bấm Y để mà coi thông tin của nó được. Rất là giống với Pokemon luôn. Trời ơi, đúng là cập nhật lên nó xịn thật sự. Đó, phải như vậy chứ. Coi được thông tin, coi được địa điểm và thời gian luôn. Đây, chúng ta có thể quăng nó vào cái lò thì nó sẽ biến thành Rotom Hiss. Ồ, đây là cái dạng Rotom thành cái lò nha các bạn. Anh có thể nhìn nè. Trời ơi, con này nó nghịch ngợm quá. Cho nó đây. Trời, nó chạy tùm lum kìa. Con này nó lì vãi chưởng. Rồi, mình sẽ quăng nó vô lại thì nó sẽ trở về cái hình dạng cũ của Rotom nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ quăng nó vào cái tủ lạnh. À, cái máy giặt chứ. Ồ, và nó đã biến thành con Rotom máy giặt.
Wow, rất là đã luôn. Trời ơi, còn gì bằng nữa. Rotor mới giật. Ok, quá ngon, quá ngon. Rồi, bây giờ mình sẽ coi thử nó một lần nữa coi. Wow, nhìn mặt nó kìa. Mình sẽ quăng nó vô cái tủ lạnh và nó đã biến thành rotor tủ lạnh. Ồ, nó có hai ngăn ở dưới luôn kìa. Đã vậy. Ồ, rotor này xịn quá ta. Rotor, đó là lý do mà nó xuất hiện rất là ít nha các bạn. Và đây, hình dạng rotor cái quạt. Ồ, đã chưa, rotor cái quạt. Rồi, nó quay 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 hoài luôn. Ok, và cuối cùng chúng ta sẽ có được một cái mô đồ cuối cùng. Đó chính là Rotor Mover. Mình không biết đây là cái xe chuyên chở đồ hay là xe kéo nữa. Nhìn nó rất là lạ đây. Rồi, bây giờ mình sẽ quăng nó vào cái Mover để nó cho nó trở về cái dạng Rotor bình thường. Ok, thì đó là 5 dạng, à chính xác là 6 dạng của Rotor. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Hôm nay mình đã đánh bại xong hai người quán và thu phục thêm được em Rotom rất là xịn sò luôn. Thì nếu thấy hay các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Ngoài ra nhớ comment ý kiến của các bạn ở phía bên dưới video này nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.